Hello cả nhà, hôm nay Vũ lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ cảnh di quan cô Trần Thị Sáu, 65 tuổi, tại ấp 6, xã Mỹ Hình Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng mấy anh em trong nhóm từ thiện Họ Đạo, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến hỗ trợ gia đình để tiễn đưa linh cữu cô về nơi nghỉ cuối cùng. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với mấy anh em của Vũ vào để cầu nguyện và đưa tiễn linh cữu cô về nơi nghỉ cuối cùng nha. Vâng, Vũ mời cả nhà cùng đi với mấy anh em Vũ nha. Oh,
nghĩ bao lần quá khổ vì cơn hôm nay mẹ đã biết nơi trần mẹ nương nhờ đức Phật hồng ân nước mẹ gì yêu chùa kim thần phúc ba phúc rồi đến đây nam mô nam mô
Cầu nguyện cho linh trần thị giáo quán nhân chân định bệ cõi đó ta ta bà mạn kiếp thân tịnh độ đóng được ăn chú nếu phật đà an chủ độ cõi thân lễ vừa tiến sinh những năm mới nơi ở miền tây bắc tiền ở bắc phải trời rồi đưa ra người cây giang ra trái gặp Cái này thay cho đi.